chào quý vị và các bạn, mình là Nghĩa. Hiện tại đang làm phụ trách bán hàng tại công ty cổ phần Toyota Thăng Long tại địa chỉ 316 Cầu Giấy, Hà Nội. Trước mắt chúng ta đây là một chiếc xe có lẽ là các bạn chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng là chủ đề nóng của giới chơi xe trong khoảng tầm 1 tháng trở lại đây. Chúng ta đoán được nó là xe gì không? Đây chính là Toyota Vios G 2018, màu vàng cát, số tự động. Xe vừa về đại lý Toyota Thăng Long lúc chiều nay. Để cho các bạn xem kỹ một chút, chính xác nữa là Vios G nhé. Bởi vì nhiều người đang thắc mắc là cảm giác nó còn đẹp hơn cả Atit. Đây, chúng ta nhìn rõ này. Chính xác rồi, đây là chiếc Vios G. Cụm đèn sau cũng được thiết kế lại hoàn toàn, chia ra làm đôi, kéo dài hơn. Và toàn bộ đèn trên hệ thống xe này đều sử dụng đèn LED hết. Đây chính là Vios G. Các bạn thấy đẹp không ạ? Cá nhân tôi thấy rất là tuyệt vời luôn. Mình cùng ngó qua nội thất một chút nhá. Toàn bộ nội thất thì vẫn bọc da. Chúng tôi vừa ngả ghế hết cỡ để xem như nào nên là nó sẽ hơi ngả ra đằng sau. Có đủ ghế tựa đầu cho tất cả các vị trí này. Đó. Bây giờ sẽ xem thử cái khoang lái chúng ta như nào nhá.